Chúng ta của 8 năm sau, Tùng chính thức xa bẫy anh Thu. Thêm một lần nữa, Nguyệt tiếp tục vẽ đường cho Hưu chạy. Không chỉ biến Tùng thành một anh thợ sửa ống nước may mắn, mà giờ đây Nguyệt còn đẩy cho anh Thu vào công ty cùng Tùng làm bất động sản. Và giây phút mà Tùng chuẩn bị xa lầy đã đến. Khi tiến không được, rút cũng không xong, thậm chí còn bị cô ả anh Thu lừa hết tiền vào một dự án bất động sản. Đầu tiên chỉ là vài câu ôn nghèo kề khổ: em không có con, đã bỏ chồng rồi. Tiếp đến là khen em ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình anh chị đã chạm đến trái tim đầy nhân hậu của cô giáo Nguyệt. Để rồi khi Nguyệt nấu cháo cu cu cho chồng cũng múc lên cho anh Thu một bát, rồi mất điện, hư đường nước, sửa điều hòa thì Nguyệt cũng đã điều Tùng lên làm. Nhưng cô giáo Nguyệt ngây thơ thánh thiện kia đâu có biết rằng trà xanh anh Thu là một con cáo đội lốt người, bề ngoài ngọt nhạt xen xét nhưng bên trong lại đầy những toan tính. Vốn sẵn trước đây Tùng đã từng mẹp hết khách sạn cùng ả ta, nên giờ đây ả ta cũng không ngần ngại mà gợi đòn cả da sắt thịt. Còn trước mặt Nguyệt thì tỏ ra ngon ngọt, lễ phép và đáng thương. Để rồi khi nghe anh Thu nói em đợt này thất nghiệp không có việc gì làm, thì ngay lập tức Bồ Tát Nguyệt đã điều ngay Tùng rằng: anh xem bên công ty có việc gì làm thì bố trí cho anh Thu vào làm cùng. Khi mà Tùng đang cố gắng để tránh xa thì lại bị Nguyệt thúc giục, rồi cô ả anh Thu còn đe dọa rằng: chắc anh không muốn em nói cho chị Nguyệt biết chuyện ngày xưa chúng mình đã từng là người tình của nhau chứ. Vậy là Tùng lại đành ngoan ngoãn mà đưa Thu vào công ty làm bất động sản cùng mình. Và chính giây phút này đây là lúc Tùng bị rơi vào cám dỗ và âm mưu của trà xanh. Đi làm ả cũng đi theo, đi về ả ta cũng ngồi xe cùng. Và tất nhiên cô giáo Nguyệt thì chẳng mãi may nghi ngờ. Và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trước những pha gợi đòn Tùng đã không thể kiềm lòng được mà sa ngã. Những lần đi tiếp khách trong men say thì ả ta lại kè kè bên Tùng, và rồi là những lần ân ái cùng nhau. Rồi biến cố xảy ra khi mối quan hệ giữa Nguyệt và Tùng hiểu lầm, căng thẳng khi sếp Giang kia xuất hiện quan tâm tới Nguyệt. Trong những lúc mà Tùng chán trường rồi tiếp tục ngựa quen đường cũ mà xà vào vòng tay của cô ả anh Thu. Trước những khéo léo của anh Thu, Tùng bắt đầu tin tưởng và để rồi cho cô ta thực hiện những giao dịch bất động sản. Trong một dự án đầu tư, Tùng đã dồn toàn bộ vốn cho ả trà xanh kia trực tiếp đi ký hợp đồng. Nhưng đâu ngờ rằng ả ta đã tự mình ký trực tiếp. Và để rồi khi mọi việc vỡ lỡ ra, Tùng hối hận và quay trở về với Nguyệt, thì giờ đây tài sản tiền tỷ kia đã thuộc về tay anh Thu mà Tùng không thể nào làm gì được, chỉ còn biết ôm mặt kêu gào, bắc thang lên hỏi ông trời ném tiền cho gái có đòi được không.